Nhà đất TV xin kính chào quý chị cô chú khách hàng. Thì hôm nay nhà đất TV xin gửi đến quý chị cô chú khách hàng một căn nhà nằm ở hẻm 184 đường Lê Đình Cẳng quý chị cô chú. Ở đây thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân quý chị cô chú. Hẻm trước nhà của mình là hẻm nhựa 8m nha quý chị cô chú. Hẻm này là hẻm thông từ đường Lê Đình Cẳng sang đường Chiến Lược quý chị cô chú. Đường của mình là đường thông nha, xe cộ qua lại rất là đông quý chị. Ở đây mình có thể là làm văn phòng hoặc là kinh doanh buôn bán thoải mái nha. Căn nhà em muốn chia sẻ đến quý chị cô chú nằm trên hẻm này nha quý chị cô chú. Và căn nhà em muốn chia sẻ có diện tích là 4 x 17m, với thiết kế xây dựng là 1 trệt 3 lầu sân thượng mái chuồng cu nha. Tức là nhà 4 tấm rưỡi đó quý chị cô chú. Nhà của mình gồm có 5 phòng ngủ nha. Bây giờ mời mọi người vào nhà đó. Đây quý chị cô chú, bây giờ mình vào bên trong căn nhà nha. Thì em xin được phép nhắc lại nhà này có diện tích bề ngang là 4m nha quý chị cô chú. Và chiều dài là 17m nha. Với thiết kế xây dựng là 1 trệt 1 lửng 3 lầu sân thượng ốp mái chuồng cu nha. Cái này là gọi là 4 tấm rưỡi đó quý chị cô chú. Sổ hồng hoàn công 4 tấm rưỡi nha. Rồi thì bây giờ em sẽ cho quý chị cô chú xem từ ngoài vào bên trong để xem cái nhà này cái thiết kế như thế nào nha quý chị cô chú. Nhà bên trong thiết kế rất là đẹp quý chị, nhà chính chủ đang ở luôn. Đây là cái phần tầng lửng quý chị. Rồi bây giờ em sẽ ra phần bếp phía sau. Ở dưới tầng trệt chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh và một cái phòng khách, một phòng bếp nha quý chị cô chú. Ở phía sau nè, đây là cái phần bếp của. Thì nhà này sử dụng cửa là cửa gỗ phía ngoài. Và phía ngoài nữa là có một lớp nữa là lớp cửa cổng, cổng sắt. Ở trong sử dụng là dàn bếp này là đồ thắt, nội thất là gỗ nha quý anh chị. Nội thất bếp là gỗ, gỗ ốp đá hoa cương. Đây mặt bếp là mặt đá hoa cương. Còn phía sau của bếp này là nhà vệ sinh và một cái giếng trời thông gió anh chị. Đây là phần nhà vệ sinh nha. Đây là đứng từ vị trí phía sau nhà bếp nhìn ra ngoài trước. Đây là phòng khách đó quý chị. Phần phía ngoài của mình nè. Nhà sử dụng hai lớp cửa ngoài trước nha. Một cái lớp cửa cổng sắt và một cái lớp cửa nhôm sifa ở trong. Bây giờ mình lên tầng lửng. Thì em xin chia sẻ lại nha quý chị cô chú. Nhà này thì có 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, 1 trệt lửng 3 lầu sân thượng. Trên sân thượng thì có một cái phòng, nói chung là ở trên sân thượng sẽ có một cái phòng. Thì phòng đó là cái phòng thờ, hoặc là nếu mà mình không có sử dụng thờ cúng thì mình có thể tận dụng là phòng ngủ. Đây quý anh chị, đây là cái tầng lửng. Thì em xin chia sẻ nha quý anh chị, cái giá mà chủ nhà đang muốn kêu bán á là 7 tỷ 900 triệu. Giá này còn thương lượng nha. Nhà chính chủ đang ở luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn xem căn nhà này á thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0909 049 383. Gặp em tên là Phú sẽ hỗ trợ cho quý anh chị đi xem căn nhà này. Thì quý chị nào mà đi xem căn nhà này á sẽ được gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng giá với chính chủ luôn nha quý chị. Đây là lầu 1. Lầu 1 của chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ. Thì mỗi phòng ngủ đều có cái toilet riêng bên trong luôn nha quý chị. Phòng ngủ rất là rộng. Thì phòng ngủ phía ngoài sẽ có ban công. Đây là phần ban công phía ngoài. Đó. Quý vị nhìn xuống đường. Đây. Đường của mình là đường nhựa rộng 8m nha quý chị. Đường này là mình đi hai chiếc xe tải qua mặt luôn, bình thường. Đường thẳng thông, rất là đẹp. Cái này thích hợp cho quý anh chị nào mà vừa ở mà vừa làm văn phòng kinh doanh thì rất là thích hợp nha quý anh chị. Rồi thì bây giờ em mời quý anh chị lên trên lầu, lên trên lầu luôn, lên trên sân thượng luôn nha quý anh chị, tức là lầu 4 đó. Tại vì cái lầu 2, lầu 3 thì nó sẽ giống nhau, nó rất là giống luôn. Nó có thiết kế giống nhau cho nên em bỏ qua luôn, em đi lên trên thẳng lên trên cái lầu trên cùng luôn. Cái lầu trên cùng đây nè. Lầu trên cùng của chúng ta thì sẽ có một phòng và một nhà vệ sinh nằm ở trong. Đây quý chị, cái phòng của trước, phòng phía trước nè. Phòng phía trước, còn sau lưng của em á, là cái sân thượng thôi, chủ nhà che mái lại để làm phòng giặt ủi quý chị. Thì phòng này mình có ở thì ở, còn không ở nếu mà quý chị có tận dụng làm phòng thờ cũng được. Đây là phòng trên cùng luôn nha. Đó, em ra đường quay cho mọi người xem. Đây là cái phần ban công ở trên. Lúc nãy em đi lên là em bỏ tầng 2, tầng 3 rồi nha quý chị. Thì nhà này là có 5 phòng ngủ. Chị nhìn không, cái nhà đối diện bên đường của mình nè. Nhà đối diện bên đường mình nó có. Đây mình đứng đây.
nhà đối diện bên đường mình nó có 3 tấm mà mình đứng trên đây mình cao hơn nó 1 tấm nè quý anh chị. Đó. Đó quý chị nhìn cái nhà cái đối diện bên đường nó có 3 tấm mà mình đứng đây là mình đứng bằng với nóc nhà nó luôn đó quý chị. Bây giờ em đi vào trong ra phần phía sau rồi quay cho quý chị coi. Thì em xin nhắc lại nha quý anh chị cô chú, nhà này có diện tích là 4 x 17 m, với thiết kế xây dựng là 4,5 tấm nha. Hiện tại giá của chủ nhà đang muốn kêu bán là 7,9 thương lượng nha quý anh chị. Đây quý anh chị, cái phần phía sau nè, cái phần phía sau này thì để làm phòng giặt ủi rồi phơi đồ. Đây chủ nhà để cái máy giặt đây quý anh chị, hàng sắt xung quanh hết, bao hết. Rồi cái cầu thang trước mặt là cầu thang sắt đi lên trên mái mà có bồn nước ở trển nha quý anh chị. Thì clip của em đến đây cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.